vào đây mục đích gì? Là hàng xóm. Và sang đây để yêu cầu tắt cái thể loại nhạc gây tổn hại thần kinh này đi. Xin lỗi, đám thanh niên này đã làm phiền bà cô già. Nếu mà bà cô cảm thấy phiền quá thì nhét bông gòn vào tai, còn không thì kéo chăn chung kín đầu. Đứng lại! Mày đánh tao! Chị làm cái gì ạ? Mày đánh mọi người dừng lại! Tôi mong là đời này tôi không bao giờ phải gặp lại cái bản mặt khó chịu khó ưa của chị nữa. Trông cũng sáng sủa, nhưng mà tốt nhất đừng mở cái miệng ra, không phải lộ nguyên cái não thiếu nếp nhăn đấy. Mà tôi cũng lo là điều ước của cậu khó thành sự thật. Vì kiểu gì cũng gặp nhau đấy. An, giới thiệu với cháu, đây là chị Phương, trợ lý của bà. Chị Phương từ bây giờ sẽ thay mặt bà hướng dẫn cháu những việc của công ty. Thế nhá. Vâng. Làm quen đi. Hy vọng hợp tác vui vẻ. Họ trả canh bao nhiêu tiền để đến quậy phá? Không có giải thích gì hết. Thôi, mọi người bình tĩnh. Để cho công ty họ giải thích. Cô nói đi. Thưa bà con, công ty của chúng tôi luôn tuân thủ toàn bộ quy định về môi trường cũng như quy trình sản xuất. Từ khi công ty của chúng tôi về đây thuê đất đai, nhà xưởng, hàng trăm người dân lao động có công ăn việc làm. Còn việc hôm nay mọi người bị kích động là do có một công ty khác muốn chiếm đoạt thành quả lao động của chúng tôi. Cầm mồm! Ai nói một bố mày kích động? Ha? Kích động không? Còn điều hành công ty ấy, không còn là nghĩa vụ thôi đâu, mà còn là trách nhiệm. Trách nhiệm với ông bà, trách nhiệm với bao nhiêu con người đã đồng hành với công ty trong những ngày khó khăn nhất ấy. Nếu không phải vì nhiệm vụ thì đương nhiên tôi cũng không muốn dây dưa với cậu. Còn tôi thì chán nhìn cái bản mặt của chị rồi. Đúng, đấy là điều mà tôi mong muốn ấy. Vậy thì nghỉ việc ấy. Tại sao tôi lại phải làm theo yêu cầu ngu ngốc của cậu nhỉ? Nói chung là bây giờ phải tốn bao nhiêu tiền để chị không kè kè với cạnh tôi nữa. Tôi làm mọi việc theo yêu cầu của giám đốc giao phó. Còn nếu cậu muốn tôi không kè kè bên cạnh cậu thì tốt nhất hãy tự làm tốt công việc của mình đi. Cháu xin lỗi, cháu có công việc của mình, là công việc mà cháu đang làm, chứ không phải công việc của bà nhét vào tay cháu. Mặc dù là cháu không thích, nhưng mà cháu vẫn cố gắng hoàn thành, chỉ là không theo ý bà muốn thôi. Mà bà có nghĩ rằng việc bà đối xử với cháu nó độc đoán, độc tài thế nào không ạ? Bà khiến cháu phải suy nghĩ là cháu có phải đứa cháu ruột duy nhất của bà không nữa. Tôi đã phải tốn bao nhiêu mồ hôi nước mắt, thậm chí kể cả máu nữa, để trải cho nó một con đường mà dễ dàng nhất. Nhưng quan trọng là Gia nó có cảm thấy được điều đó hay không. Tôi không cần nó cảm nhận gì cả, tôi chỉ cần nó hưởng thụ thôi. Chẳng phải thế hệ chúng ta chịu cực chịu khổ để cho con cháu mình dễ dàng hơn à? Chúng ta trồng cây để cho chúng nó hái quả cơ mà, còn gì nữa đâu. Chị quyết định giao công ty cho Gia An trong thời gian sớm nhất phải không ạ? Đúng thế. Tất cả đã sẵn lòng sẵn né hết cả rồi. Nó cứ làm theo mọi sự sắp đặt của tôi thế là được. Cháu không đồng ý. Bà không thương lượng, chỉ thông báo thôi. Mọi việc đã được ấn định rồi. Nếu đại đa số cổ đông không đồng tình việc cháu trở thành giám đốc thì sao bà? Rất tiếc, ở đây không có từ nếu. Ông ra đây, ông ra cái gì ông, sao? Ông ra đi. Ông này tôi nói cho ông biết cái gì, có chuyện gì? Ra đi. Đây là trại dưỡng lão, nghĩa là phụ lão mà dưỡng sức. Mà cứ gì không bắt chúng tôi ăn rau bẩn à? Bác ạ, chúng tôi luôn đặt sức khỏe các bác lên hàng đầu. Bởi vậy đấy, chuyện rau không có chất lượng là không bao giờ có. Kể ra thì tôi thấy nó cũng đầy đủ thành phần dưỡng chất đấy ạ. Vâng, thì nó đầy đủ dưỡng chất với những người thừa chất như cô. Chứ chúng tôi cả một đời chả biết nhân sâm quế phụ là cái gì cả. Ông sao, ông sao? Ông nghe tôi, ban giám đốc người ta cũng đã chuẩn bị cái nội dung này để đưa vào cuộc họp rồi. Nhá, Hà Nội là không có vội được đâu. Chúng ta làm nghề kinh doanh mà, cho nên chúng ta cần phải lắng nghe và làm hài lòng khách hàng, chứ không phải là chỉ trích họ. Công việc của công ty bây giờ ấy,
tôi giao cho cháu tôi quản lý rồi. Sắp tới có nhiều thời gian hơn, tôi sẽ xem xét và cho anh kết quả xác đáng nhé. Trước mắt ý thì tôi chưa cần bác đưa ra chứng cứ cụ thể, tôi chỉ cần bác hợp tác với chúng tôi thôi. Như thế thì tôi dễ làm việc hơn, bác hiểu không ạ? Có ai ở ngoài không? Có ai không? Chào các bác ạ. Chào các bác. Các bác ơi, cho cháu hỏi chút là có thấy chị Lan đâu không ạ? Bà Lan à? Vâng. Lúc chiều tôi thấy bà ở trong phòng ăn. Ý cháu hỏi là bây giờ chứ không phải lúc chiều ạ. Thế thì không biết có ai gặp bà đâu cơ. Chiều. Thấy đâu cả. Này, chiều nay tôi thấy bà ấy đứng nói chuyện với cái cậu đầu bếp ấy. Sau đấy thì tôi không để ý nữa. Sao nói chuyện với ông đầu bếp nhỉ? Ơ kìa, cô chủ, bà Lan, bà làm sao thế này? Bác giúp tôi cái. Đây. Ôi dồi, bác ơi, từ. Okay. Có ai đây không? Bà Lan ở đây này. Đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Cái lúc em nói chia tay á, lão ý đồng ý ngay, không do dự. Em đã thấy nghi rồi. Lập luận cũng sắc bén đấy. Thế nhưng mà từng ngày dữ liệu đủ để chứng minh Gian có tình mới không? Trêu hươi con này à? Không dễ thế đâu. Mày mà cứ thế này ấy, Gian càng sợ càng không muốn quay lại mày đấy. Chị thử đặt địa vị là em xem. Thấy chúng nó ôm ấp rồi hôn hít, chị có chịu được không? Mày là người nói chia tay đúng không? Thế mày lấy lý do gì để mày theo dõi người ta? Lý do gì để quan tâm người ta? Con gái con đứa phải biết giữ thể diện chứ. Mất thể diện nhất ý là khi em chị bị cắm sừng, chị có hiểu không? Em vẫn còn yêu Gian, em không thể để mất Gian được. Tụi mình đã chia tay rồi và anh không có lý do gì để giải thích với em cả. Em xin lỗi. Thực sự lúc đó em quá nóng tính. Cái chuyện tình cảm nó không phải để mang ra đồ giỡn. Anh đã xin lỗi em rất nhiều lần mặc dù anh chả có gì sai cả. Em về trước đi. Em sẽ đợi anh. Khi nào anh làm xong rồi chúng ta nói chuyện. Anh không có thời gian. Em về đi. Có chuyện gì đấy? Tại sao lại giằng co nhau giữa đường chứ cháu? Bà... Cháu chào bà ạ. Cháu là Mai Anh, người yêu của anh Gia An ạ. Bà bảo bà nhận cháu với điều kiện là phải giữ chân Gia An ở lại công ty ạ? Là tâm huyết cả đời của hai vợ chồng bà. Bà không muốn khi nhắm mắt xuôi tay phải buông bỏ cho người khác. Cháu hiểu mà. Nhất định cháu sẽ làm tốt nhiệm vụ bà giao. Anh An không thể đi đâu được ạ. Mang thai á? Vừa nãy tôi siêu âm, thấy thai nhi được 8 tuần tuổi rồi. Mà sức khỏe của sản phụ không tốt. Thế nên gia đình cần phải đưa về cho nghỉ ngơi, bồi bổ. Chính xác là em đã có bầu. Và đứa bé là con của anh. Trò này mới đấy. Nhưng mà rất không vui nhá. Chính bà là người đưa em đi khám và nhận kết quả. Cô thai và nó là của tôi. Cháu phải có trách nhiệm với Mai Anh và đứa bé. Trong gia đình nhà ta không bao giờ có từ vô trách nhiệm. Sống từng ấy năm trên đời, lần đầu tiên tao có cảm giác lo lắng cho một người như vậy. Mà hình như cũng là lần đầu tiên mà tao cảm giác sợ mất một người phụ nữ. Phương không giống những người mà tao từng gặp. Khi ở cạnh Phương, tao cảm thấy an tâm lắm. Tao chỉ muốn lo lắng rồi che chở cho cô ấy. Thế thôi. Chị biết tin gì chưa? Anh Gian sắp lấy vợ. Mà chị biết anh Gian lấy ai không? Là bà Mai Anh đấy. Chúc mừng cậu. Cậu nên tự trọng một chút đi.
Nghe tôi nói đã. Nếu không phải chuyện công việc thì tôi không muốn nghe. Còn nếu là chuyện công việc thì bây giờ không phải lúc. Tôi nhắc lại một lần nữa, đừng bao giờ động vào món đồ của người khác. Nếu cô chỉ coi bố con cô là một món đồ thì có lẽ cô chưa biết yêu đâu. Tôi cũng cảnh cáo chị, nếu mà chị còn mon men lại gần Gian, đừng có trách tôi không tha cho chị đâu. Gian không cần em, cũng không cần con, suốt ngày cứ bám theo con quỷ cái kia kìa. Nó đừng tỉnh lại thì tốt hơn. Có phải chị thấy Gian chăm sóc cái Phương ở bệnh viện nên chị nghĩ rằng chúng nó có tình cảm với nhau? Rồi cháu thử nghĩ xem, cháu có xứng đáng với con bé không? Trong khi có một người phụ nữ khác đang mang trong mình đứa con của cháu đấy.